làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Gần kết thúc một năm, Tân tính bằng tết tây thì nó không có đúng. Tại vì Tân thích tính bằng tết ta của mình hơn, đó là tết của người Việt Nam mình. Thì cũng gần qua năm mới rồi. Tân thì cũng muốn chia sẻ các bạn trong câu chuyện này. Chuyện này chuyện của Tân, không phải một fan nào gửi về hết. Và nó là câu chuyện cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến cái quá trình mà tại sao Tân lại đam mê những câu chuyện ma và kinh dị. Và Tân muốn làm cái kênh như vậy để kể đến các bạn nghe. Thì trong cuộc đời của các bạn, từ khi các bạn biết nhận thức về bạn bè và các mối quan hệ xung quanh mình, thì đến cái tầm tuổi nào đó 20, 25 thì các bạn sẽ gặp qua rất là nhiều loại người. Nếu các bạn là người khám phá cuộc sống này và các bạn đi làm ở công ty, hoặc là các bạn gia chạm cuộc sống bên ngoài để tìm cho mình một chỗ đứng, thì những người đi qua cuộc đời bạn, một hai người có thể sẽ không cùng bạn đồng hành suốt quãng đời, nhưng mà họ để lại các bạn một cái suy nghĩ, một cái lưu ý gì đó về người đó. Và bỗng nhiên người đó xảy ra những cái chuyện mà nó bất bình thường, thì nó trở thành những cái cột mốc mà bạn lưu ý về những chuyện kinh dị trong cuộc đời của bạn. Thì Tân có những cột mốc như vậy trong đời của Tân. Xung quanh cuộc sống của Tân á, nó là một cái nhiệm màu bí hiểm gì đó mà mình không hiểu được, nhưng mà mình gặp rất nhiều những câu chuyện kinh dị. Và Tân là một người tò mò và nối kết những chuyện đó lại, thì Tân mới phát hiện ra nó có những điểm chung với nhau. Thì câu chuyện ngày hôm nay Tân xin phép bắt đầu kể, vì Tân dài dòng chút xíu ở khúc đầu để các bạn hiểu rằng là những cái mối quan hệ trong kinh dị, trong chuyện ma và tâm linh, nó có gì đó được điềm báo trước đối với một cái chuyện này xảy ra trong tương lai đối với bạn bè của Tân. Thì câu chuyện này nó cũng xảy ra từ rất là lâu rồi, khi mà thời điểm Facebook hay là những cái công nghệ thông tin như bây giờ nó chưa có đầy đủ. Internet ra đời thì thời điểm đó người ta nhắm đến những cái website, thì có rất nhiều những cái website nó mang tính chất kinh dị. Thì Tân nhớ đâu đó vào thời điểm cách đây khoảng mười mấy năm, thì một cái website kinh dị, ở trên đó là toàn những hình ảnh chết chóc đủ các loại thể loại. Thì giới trẻ rất là thích coi, trong đó có những người bạn của Tân, và đặc biệt là những người có xu hướng bạo lực thì thường xuyên coi, còn những người không có xu hướng bạo lực họ sẽ không coi. Thì nó xuất hiện với trang web đó là người Việt thành lập. Tân không biết bây giờ trang web nó còn hay là không, tại vì Tân không có dám coi những hình ảnh tai nạn ghê gớm đó. Còn nước ngoài thì nó cũng có một cái trang, và trang thì đa dạng hơn, có những hình ảnh bắn giết nhau ở trên đó, những cái vụ cướp ghê rợn mà chết người. Thì thời điểm đó có hai trang như vậy. Thì Tân kể trước về câu chuyện một nhóm bạn của Tân, nó coi cái trang đầu tiên là của Việt Nam. Thì vào thời điểm đó là ở quận 8, thì Tân có một cái nhóm bạn, đây là những cái người lao động, nói chung là Tân đã từng kể các bạn rồi. Thì họ là những người đi chăn, dắt ngựa cho chủ ở trong sân vận động Phú Thọ. Thì vào thời điểm đó Tân với những người này có quan hệ bạn bè với nhau, là Tân cũng thích đi coi đua ngựa. Tại vì mình coi phim TVB á, thì mình thấy những cái giải đua ngựa hay quá, mà mình thì không có dịp coi. Thì Sài Gòn thời điểm đó là chỉ có sân Phú Thọ là còn thôi, còn bây giờ là hoàn toàn không còn nữa. Thì những người bạn này, cái lối sống của họ thời điểm đó là một cái cuộc sống nó gọi là rày nay mai đó, nó không có sự ổn định. Ngoài cái việc chăn ngựa và những cái giải đấu giải đua ra, thì họ còn phải đi lo cuộc sống mưu sinh bằng cách họ làm những cái xí nghiệp, và họ rất có xu hướng bạo lực. Đầu tiên là vì cái cuộc sống khó khăn và muốn chứng tỏ bản thân mình có bản lĩnh trong cuộc sống. Thì ngoài rượu bia, ăn chơi đàn đúm, thì những người này họ có xu hướng bạo lực rất là cao. Và mình thì đang ở tuổi trẻ trâu, tuổi khám phá, thì thông qua một cái người bạn cùng xóm
thì mình lên đó mình chơi và bắt đầu mình thân thiết, mình mới biết rằng ở đó có gì có gì có gì. Thì bắt đầu thời điểm đó là rộ lên internet, thì những cái chỗ internet ở những chỗ đó nó rẻ hơn, cấu hình máy nó tệ hơn, nhưng mà cũng vừa đủ lên coi những cái trang web kinh dị. Thì vào thời điểm đó Tân còn nhớ rất là rõ là tụ họp rất nhiều bạn bè khắp nơi vào cái tiệm net ở quận 8 đó để coi. Thì thời điểm đó có coi cái trang web về chết người ở tại Việt Nam mình thành lập cái trang web đó. Thì đầu tiên là coi hình những cái vụ tai nạn xe bus, rồi những vụ tai nạn này, vụ tai nạn kia. Thì khi coi á, Tân không có coi, tại vì thực sự Tân bị ám ảnh. Tân rất là sợ những hình ảnh đó, tại vì mình đã từng đi Vũng Tàu, rồi những người bạn khác nữa vào cái thời mình còn đi học, mình chạy tới đi chạy lui Vũng Tàu, rồi mình thấy bạn bè mình tử nạn, tai nạn giao thông nó ghê gớm lắm, nhiều khi nó không toàn vẹn, nó phanh xác hết. Thì mình sợ quá, mình không dám coi. Thì cho nên là mình may mắn, mình đi ra khỏi cái nhóm đó, và mình là người đi mua đồ ăn cho họ. Thì khi mình mua đồ ăn mình về, thì mình nghe những cái người trong đó họ kể lại cho mình. Họ nói hồi nãy coi cái vụ tai nạn ghê lắm, mà không biết có thiệt hay không đó, mà nguyên chiếc xe chết hết, không còn một ai hết đó. Hình ảnh tả là người đó nằm dắt dẻo như vậy. Rồi người thì nói là tao thì tao coi cái thằng đó, hai thằng nó đụng trực diện vô nhau và chết là đứt tay bay đầu này kia. Thì mình bản thân Tân là người sợ, Tân nói thôi đừng nói tao nghe mấy cái vụ đó làm gì, tụi bay coi làm gì. Thì Tân mở miệng nói câu đó, họ nói là tụi tao cá độ với nhau là ai đủ gan nhìn tấm hình nào nhiều nhất, lâu nhất đó, thì người đó thắng. Tại vì tất cả đều là văng ốc ra hết, nên là họ chụp hình thôi. Không có video, thời điểm đó là không có video, chỉ có trang web nước ngoài mình hình như mới có video, còn những trang web Việt là không có. Họ chỉ có hình ảnh kinh dị chụp thôi. Thì không hiểu ngày xưa họ thu thập cái hình đó bằng cách nào, khi mà mọi cái tài liệu về tai nạn cũng như là mọi cái tài liệu mà gọi là chụp hình bằng di động thời đó cũng không có. Mà họ nhanh lắm, cái vụ vừa xảy ra là chừng hôm sau hoặc hôm kia là có hình. Thì tôi nghĩ là họ có cái nguồn cung cấp cái trang web đó. Thì sau cái cuộc nói chuyện nó đi về, thì Tân không có thân với nhóm bạn này, mà Tân thân với cái người bạn trong xóm. Thì mình đi khám phá, mình kết nghĩa anh em khắp nơi mà. Thì lúc đó bạn mình mới gọi điện, mới nói là ê Tân, mày tin trên đời này hả, có ma quỷ không? Thì Tân mới nói là sao mày hỏi vậy, tao tin. Sao mày hỏi vậy? Thì cái thằng bạn nó mới nói là mày có nhớ lần trước tụi mình qua quận 8 với mấy anh em ở khắp nơi đi vô tiệm net để mà coi những cái hình kinh dị chết chóc không? Thì Tân mới nói là có. Thì sao? Thì nó nói là tao cũng có coi. Thì trong cái nhóm coi lần trước đó, thì họ nói có một người họ gọi điện, họ hẹn tụi mình ra để mà nói chuyện. Nhưng mà vì tao nghĩ là lúc đó mày không có chơi, là mày không có cá độ, là nhìn như những cái hình đó, cho nên tao không gọi. Cho nên tao tự đi một mình. Thì tao về, tao bây giờ tao gọi điện thoại cho mày. Hấp dẫn và ly kỳ lắm. Họ nói, cái người đó nói là đêm nằm mơ là thấy có một cái linh hồn mà không toàn diện, là nói với mình là nói cái người đó là mày sắp chết do tai nạn. Và những người mà cá độ chung ngày hôm đó, khi mà coi những cái hình khác nhau đó, thì sẽ chết trong tình trạng y như vậy. Thì cái người đó họ mới gọi điện cho những người còn lại ra, họ nói giấc mơ của họ. Thì những người còn lại cười, nói tại vì mày nhìn ám ảnh trong đầu mày thôi, chứ trên đời chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Thì vì Tân không phải là người cá độ ngày hôm đó, Tân là người đi mua đồ ăn cho họ. Khi Tân vòng về, Tân cũng có nghe họ kể về điều đó. Thì khi nghe bạn Tân kể thì thật sự thời điểm đó Tân không tin. Tại vì thứ nhất là Tân cảm thấy trên đời này nó chẳng bao giờ có cái chuyện mà nó nhảm như vậy. Và một phần nữa, Tân cũng là người hiểu về tâm lý. Có nghĩa khi bạn nhìn một cái chuyện gì đó tiêu cực, mà bạn nhìn những hình ảnh chết chóc quá nhiều, thì trong trí óc của bạn sẽ lưu cái hình ảnh đó lâu hơn là những hình ảnh về tình cảm, về yêu đương, về cái vui. Tại vì khi vui nó thoáng qua, bạn vui lúc đó thôi, bạn nhớ tầm chừng 1-2 ngày, trí nhớ bạn tốt lắm thì 1 tuần. Nhưng mà hình ảnh chết chóc nó có thể lưu bạn đến nhiều năm. Tại vì cái hình ảnh nó làm cho não bạn cảm thấy ghê sợ. Thì cái chuyện mà cái người đó nằm mơ thấy một người không toàn diện nói chuyện với mình như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà chuyện không bình thường
khi mà năm đó là cái năm có một vụ xảy ra tai nạn rất là nghiêm trọng, đó là ngày thứ sáu, ngày 13, thì là có một chiếc xe thiện nguyện từ thiện đã bị tai nạn ngay ngày hôm đó, và trong những người có mặt trong chiếc xe đó đều đã chết, hình như là trừ bác Tài ra. Thì nếu ai lên Google search hoặc là các bạn tìm hiểu những tư liệu cũ của trước đây, các bạn sẽ thấy cái chuyến xe đó, và trên chuyến xe đó có hai người bạn của Tân, và hai người bạn này đã từng có mặt trong cái buổi cá độ đó. Và tấm hình của hai người bạn này coi cũng là một vụ tai nạn xảy ra vào ngày thứ sáu, ngày 13, và những người xảy ra đều không còn sống trên đời này nữa. Thì lúc đó cả nhóm không ai biết, tại vì những người tập trung ở đó là lần đầu tiên mới gặp, hoặc là có người gặp nhau một hai lần, có nghĩa là anh em tứ bề gặp họp lại để mà chơi với nhau thôi. Không có thân cho lắm, cho nên là một người trong số đó thì có người bạn hàng xóm của mình, thì người bạn hàng xóm mình mới gọi là: Tân ơi, trời ơi ghê quá, cái trang web mà mình coi đó, nó đăng hình ảnh cái vụ tai nạn đó, mày có đọc báo không? Thì cái chuyện đó nó quá lớn, nó lớn đến mức độ mà lên truyền hình, mà báo chí đăng khắp nơi, ba mẹ mình cũng kể về câu chuyện đó. Thì lúc đó thực sự là Tân không có quan tâm, vì Tân chưa bao giờ nghĩ thứ sáu ngày 13 là một cái ngày kinh hoàng hết. Tại vì Tân là người Việt Nam, Tân không phải là người nước ngoài, Tân không có cảm giác cái ngày đó nó ghê rợn. Thì Tân cũng nghe vất lờ qua, nhưng đến khi bạn Tân gọi điện nói rằng là có hai người bạn của mình ngày hôm đó xảy ra tai nạn, và trong cái trang web đó cũng có chụp hình xác của hai người bạn mình, thì lúc này Tân nổi da gà, Tân rợn người, tại vì bạn Tân nói mà run lập bập. Có bao giờ trên đời này có một chuyện trùng hợp đến mức độ như vậy hay không? Tại là đến bây giờ Tân mới có điều kiện để kể câu chuyện này cho các bạn, vì bây giờ mới có YouTube, mới có những phương tiện truyền thông để Tân tự quay bản thân mình và Tân kể về câu chuyện này. Trước đây Tân đi nhiều nơi, Tân cũng kể nhưng mà người ta không có tin, tại vì không thể có những chuyện trùng hợp như vậy được. Với lại người ta cũng chưa bao giờ biết về cái trang web kinh dị đó. Nhưng mà Tân tin có thể trang web đó vẫn còn tồn tại, nhưng Tân không dám search cái tên đó vào chính cái máy của mình, vì Tân không muốn nhìn những hình ảnh ghê rợn đó, là thứ nhất. Thứ hai, sau cái sự việc đó xảy ra, Tân bắt đầu cảm thấy thế giới này có nhiều điều rất bất bình thường. Những dấu hiệu báo trước và những trò chơi không nhất thiết phải cầu cơ, không nhất thiết là phải gọi hồn ma quỷ lên. Đôi khi bạn thâm nhập một bức hình nào đó mà người ta chích oan, hoặc là nó có khả năng tâm linh đặc biệt gì đó, thì bạn cũng sẽ bị nối kết với nó. Và hai người bạn đó của mình lúc đó còn rất là trẻ. Mình cảm thấy mình nói không ai tin về chuyện đó, nhưng mà mình biết hai người đó có tham gia vào cái buổi đó. Và bạn của mình cũng khẳng định, nhưng mà bạn mình có nói mày có muốn coi không, thì tối nay đi qua quận 8 vào tiệm net, tụi tao mở ra cho mày coi cái xác của hai người đó. Thì Tân nói là Tân không muốn, tại vì người ta đã an nghỉ rồi thì thôi, đã xúc phạm cái gì đó thì Tân không muốn xúc phạm đến tâm linh, và Tân muốn cầu nguyện cho họ được bình an. Thì Tân niệm Phật rất là nhiều thời điểm đó. Sau đó 2 tuần, sự việc nó không dừng lại. Sau đó 2 tuần thì cái người bạn mà gọi điện cho Tân, là cái người bạn mà hàng xóm của Tân, xảy ra một vụ tai nạn xảy ra trên đường 3 tháng 2. Và vụ tai nạn này là bạn của Tân là bị tông trực tiếp vào một chiếc xe tải, giống như là trong cái hình mà bạn Tân đã coi. Và tai nạn nó nặng đến mức bạn Tân thiệt mạng mà mất luôn cả một cánh tay. Và những cái gì xảy ra vào thời điểm đó cũng y chang cái tấm hình mà bạn Tân đã coi trong trang web, mà bạn Tân cũng như là những người khác kể lại. Vậy là có 2 vụ xảy ra y như vậy. Thì sau khi Tân phát hiện chuyện đó là Tân không dám đi chơi nữa các bạn. Và thời gian đó Tân gần như là bị sợ mọi thứ xung quanh, Tân không dám đi chơi. Tân đi bộ ra đường Tân cũng sợ, một tiếng kèn nó bóp lên thôi là Tân giật mình, Tân hoảng hốt đến mức độ Tân không hiểu tại sao mình bị như vậy. Thì Tân tự đi check tâm lý của mình, và người ta nói là Tân bị sợ hãi, bị một chứng sợ hãi, là do Tân cảm thấy quá lo lắng khi mà Tân có trong cái buổi hôm đó, mặc dù Tân không tham gia cá độ.
Thì sau đó một thời gian Tân điều trị thì Tân hết và Tân trở lại bình thường. Và Tân quyết định khám phá tâm linh và Tân tìm hiểu mọi thứ về tâm linh, về những cái gọi là đường dây mối nhợ để liên quan đến ma quỷ, hoặc là tại sao có những sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy xảy ra trên người của những người bạn mình, mặc dù không phải là bạn thân, họ là những người lướt qua cuộc đời mình trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi, nhưng mà họ xảy ra những chuyện rất trùng hợp. Nếu như bạn không có trong cái buổi mặt họp mặt ngày hôm đó, bạn không biết được là họ đã từng cá độ như vậy, họ không tả lại những bức hình mà họ nhìn thấy, thì bạn sẽ không bao giờ biết được cái chết của họ giống y chang như vậy. Và cả hai cái thời điểm mà cái hai người bạn trước và cái người bạn sau của mình mất đều cùng ngày cùng tháng, tuy không cùng năm. Như trong tấm hình mà những cái hiện tượng mà họ coi. Sau đó khoảng 6-7 năm sau thì khi Tân đã phát triển một phần nào đó trong công việc và nghề nghiệp của mình, thì vô tình Tân gặp lại một người anh, một người bạn nữa cũng trong cái nhóm đó ngày hôm đó. Thì người anh, người bạn đó hiện tại đang làm quản lý cho một cái quán ốc. Thì Tân đi với nhóm của Tân vào trong đó để ăn ốc thì Tân gặp lại. Thì Tân có chào, khi đi vệ sinh thì gặp, nhưng Tân có chào. Thì khi ra có mời nhau một hai ly. Thì người đó mới hỏi là sao lần đó là không lên chơi, không gặp lại ở quận 8 nữa. Thì Tân nói là tại vì em lo đi học và đi làm, cho nên là em không có chơi, với lại bạn em cũng đã mất rồi. Em quen biết mọi người là nhờ người bạn đó, mà bây giờ người bạn đó cùng sớm mà bị tai nạn mất rồi. Thì cái anh đó cũng ngỡ ngàng, tại vì cái anh đó cũng giống như Tân, có nghĩa là ảnh cũng không tham gia vào cuộc chơi đó, nhưng mà ảnh là người trong cái xóm của những người ở quận 8 đó. Và ảnh cũng có biết người bạn Tân, cũng giống như Tân thôi. Tân coi ảnh như những người bạn, ảnh là những người thoáng qua, không phải là bạn thân nhưng mà cũng là biết nhau. Thì ảnh cũng coi bạn Tân và Tân như những người thoáng qua vậy thôi. Và ảnh cũng đâu có liên lạc gì với người bạn của Tân, cho nên là ảnh đâu biết bạn Tân cũng bị tai nạn mất. Thì sau đó ảnh mới mở lời, ảnh nói vậy, ủa vậy hả, trùng hợp vậy em? Em có nhớ hai anh em mà ở trong cái chuồng ngựa không? Thì Tân mới hỏi, dạ hai anh em ruột đúng không? Nói dạ đúng rồi. Thì hai anh em đó sao anh? Hai anh em đó là khoảng một tháng sau là bị cái máy hàng á, đi hàng đồ cho người ta, là cũng bị cưa đứt mà chết. Cả hai anh em đều bị chung một ngày luôn. Là người anh cầm ở đầu, ở cái đầu của máy cưa hay là phải máy hàng, mà máy cưa gỗ hay máy gì đó, người anh cầm ở đầu, người em cầm ở cuối. Và khi bị á, là cả hai đều bị cuốn vô chung luôn. Thì Tân không rành về công nghiệp và Tân không rành về cái lời của anh này nói là chính xác là làm về cái ngành nghề gì. Nhưng mà Tân biết là bị cuốn vô một cái máy rất là bén mà cả hai anh em đều bị chung một ngày. Và cái sự việc đó Tân mới hỏi thêm là nó có giống những tấm hình mà hai anh em này đã cá độ và đã nhìn hay không? Thì cái người anh đó, đó mới cho biết là anh cũng không có biết. Tại vì lúc đó anh là người coi cái tiệm net đó, thì anh thấy tụi nó cá độ với nhau vậy thôi, chứ anh không biết. Nhưng mà anh nghĩ là có cái chuyện gì đó trùng hợp, tại vì anh cũng biết luôn cái vụ mà chuyến xe thứ 6 ngày 13 nữa. Thì anh thấy những người đó cũng có mặt tại tiệm anh vào thời điểm đó. Bây giờ thì anh đóng cửa tiệm net rồi, vì người ta không còn ra net chơi nữa. Anh đi làm quản lý ở quán ốc này thì anh thấy nó ghê quá Tân à. Thì khi anh nói như vậy, Tân mới biết rằng là thì ra những người cá độ ngày hôm đó đều xảy ra tai nạn y chang như tấm hình mà họ coi trong trang web đó. Bản thân Tân rất là sợ chuyện này. Tân gặp rất là nhiều những chuyện ma quỷ, đi quay, đi khắp nơi những chuyện tâm linh. Nhưng có những cái chuyện vô hình mà mình không hiểu tại sao nó xảy đến trong cuộc đời của những người bạn của mình, làm cho Tân cảm thấy nó ghê rợn. Tại vì có những thứ mà Tân có thể giải thích cho các bạn được, có những thứ Tân có thể tra những cái tư liệu, tài liệu để Tân giải thích cho các bạn được. Nhưng có những thứ nó vô hình, nó hoàn toàn không mùi, không vị, không tay, không chân, và cũng không hề thấy hình ảnh ma quỷ gì hết. Chỉ là những vụ tai nạn, những bức hình trong một trang web, nhưng nó lại làm cho bạn bè của Tân ở khắp nơi, những người tuy Tân không quen thân, mà rất may mắn là Tân không quen thân. Nếu Tân quen thân thì giờ này chắc là xảy ra nhiều chuyện hơn nữa. Tại vì Tân rất nể cả bạn bè, đặc biệt là bạn thân. Nếu mà nó cá độ, Tân sẽ cá chung. Mặc dù là Tân không nhìn hình mà Tân sẽ chỉ đại một cái hình nào đó. Nhưng may mắn lúc đó là Tân lại xung phong đi mua đồ ăn cho tụi nó.
Khi Tinh trở về thì mọi chuyện đã rồi. Sau đó khoảng 2 năm nữa thì Tân lại nghe thêm một cái vụ là ngay đường rầy xe lửa là bị cán chết người. Thì cái người đó lại là cái người cũng đã Tân nhận ra được cái hình ảnh và Tân nhận ra được cái tên. Nó rất trùng với cái người cũng đã tham gia trong cái buổi cá độ đó. Và người đó làm nghề sửa xe ở ngay gần khu của Tân luôn, cũng là bạn của người bạn thân của Tân. Đó là những sự trùng hợp đến mức ghê rợn. Tại vì Tân nghe từng người trong đó nói về những bức hình mà họ nhìn, cho nên Tân mới nhớ lại chi tiết được những vụ tai nạn mà họ bị. Cho nên trong cuộc sống này, nói về tâm linh là một cái điều rất là dài mà không bao giờ bạn có thể nói hết được. Những vụ việc xảy ra rất là kỳ lạ xung quanh chúng ta mà những người đó Tân cảm thấy họ bị. Tân nghĩ trang web đó hoặc là những hình ảnh đó có một cái ma lực gì đó làm cho con người ta ám ảnh, và nó cuốn con người ta vào sự thật xảy ra là như vậy. Tất cả những vụ tai nạn sau thì có thể báo chí họ không đăng nhiều, vì vào thời điểm đó tất cả mọi thông tin nó đều gọi là rất là ít. Nhưng cái vụ thứ 6 ngày 13 thì Tân nghĩ đến giờ này rất nhiều người ở thế hệ 8X đều còn nhớ và đều biết. Trong đó có hai người bạn của Tân, họ đã nằm lại ở trên chuyến xe đó. Và Tân cũng không tiện nhắc tên hay là tả quá kỹ chi tiết của hai người bạn này, tại vì đơn giản họ đã yên nghỉ rồi và Tân cũng không muốn làm cho dậy sóng lên. Nhưng Tân chỉ nhắc lại câu chuyện đó là có thật. Qua câu chuyện này, Tân mong các bạn, những người nào thích nghe tâm linh nhưng đừng bao giờ cá độ nhìn những hình ảnh chết chóc, những hình ảnh kinh dị ghê rợn mà nó làm cho trí óc chúng ta phải suy nghĩ về nó quá nhiều. Suy nghĩ của con người rất là quan trọng. Nếu các bạn suy nghĩ những điều tốt, những điều vui vẻ mỗi ngày và những điều thành công trong tương lai, những mơ ước mà nhiều khi các bạn không nghĩ rằng bạn đạt tới mà bạn dám mơ tới, thì một ngày các bạn sẽ thành công. Nhưng nếu các bạn cứ suy nghĩ về điều tiêu cực, suy nghĩ những thứ ghê rợn, suy nghĩ về những cái chuyện hình ảnh chết chóc, thì một ngày các bạn sẽ phải gặp những chuyện đó, hoặc các bạn dính vào chuyện đó thì rất là nguy hiểm. Nó như là một cái vòng xoáy luân hồi. Vào thời điểm đó, vào khoảnh khắc đó, sẽ có những con người dính vào chuyện đó theo cái nghiệp lực hoặc là cái duyên nghiệp như thế nào đó, mà không ai hiểu được cái dòng xoáy đó. Cho nên các bạn đừng bao giờ cá độ và đừng bao giờ đi đến những cái trang web kinh dị như vậy. Nghe kinh dị là để nghe, để hiểu và để tránh xa những cái tiêu cực, những cái xấu, để đi đến những cái tích cực, những cái tâm linh tốt. Chứ không phải mình nghe để mình sợ, mình đi tìm hiểu những cái tâm linh xấu, để rồi một ngày mình là nạn nhân của câu chuyện của chính mình. Nha các bạn. Nếu các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân bình luận bên dưới. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.